giới thiệu ngày hội Đoàn Thanh niên với Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 16 tháng 1 năm 2013 tới đây, tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Để hiểu rõ hơn, máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ.